Bên hành lang Quốc hội sáng nay, các đại biểu cũng cho rằng việc đánh giá sát những kết quả đạt được và chưa đạt được của nghị quyết số 43 sẽ giúp chúng ta có giải pháp hiệu quả trong thiết kế các chính sách phát triển kinh tế xã hội giai đoạn tới. Điều chuyển những cái nguồn lực mà không hiệu quả, từ những cái chính sách không hiệu quả sang những cái chính sách nó hiệu quả hơn để cho các cái đối tượng chính sách chúng ta có thể dễ dàng tiếp cận và được hưởng các chính sách đó. Ví dụ như là cái chính sách hỗ trợ 2% lãi suất thông qua ngân hàng thương mại thì chúng ta thấy không hiệu quả, thì cần phải điều chỉnh nguồn lực qua những cái chính sách hiệu quả hơn ngay. Ví dụ như là giảm thuế 2%, mà tôi nghĩ rằng là phải mở rộng cho tất cả những cái đối tượng được thụ hưởng, các cái ngành nghề được thụ hưởng, và nó phải hấp thụ hết cái nguồn lực đó. Trong cái nghị quyết 43 có một số nội dung quan trọng. Thứ nhất là hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động. Thì chúng ta đã triển khai được hỗ trợ trên 5 triệu người lao động được hỗ trợ. Mặc dù là cái kết quả chúng ta đánh giá thì so với cái kế hoạch chúng ta mong muốn á, thì chúng ta chỉ mới đạt được có khoảng là 56% thôi. Cho nên cái này cũng là bài học mà chúng ta cần phải tích cực rút ra để mà hỗ trợ người dân nhiều hơn. Hay là vấn đề về chính sách về hỗ trợ về giảm thuế VAT 2%, thì chúng ta cũng đạt được cái mục tiêu và triển khai cũng đạt so với kế hoạch mong đợi. Cái gói thứ ba mà tôi nghĩ rằng đây là cái gói cần phải tiếp tục, đó là hỗ trợ vốn cho ngân hàng chính sách xã hội, để từ đó có nguồn vốn để cho vay hỗ trợ việc làm, rồi cho vay giúp cho học sinh, sinh viên theo đuổi cái quá trình học tập của mình, cũng như là hỗ trợ cho cái vay vốn nhà ở xã hội v.v. Thưa quý vị, chiều nay, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về báo cáo của đoàn giám sát và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề việc thực hiện nghị quyết số 43 của Quốc hội về chính sách tài khóa tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội và các nghị quyết của Quốc hội về một số dự án quan trọng quốc gia đến hết năm 2023. Ngay sau đó, thành viên chính phủ có liên quan đã giải trình làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. Về việc thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất 2% thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại, đây là giải pháp rất quan trọng để giảm giá thành, hỗ trợ trực tiếp cho sản xuất kinh doanh, đóng góp quan trọng vào phục hồi phát triển kinh tế xã hội. Thế nhưng, kết quả thực hiện từ đầu chương trình đến hết năm 2023 mới đạt được khoảng 3,05% quy mô chính sách. Có đại biểu cho rằng, chính sách này hầu như không đi vào cuộc sống, ảnh hưởng đến thực hiện mục tiêu của chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Lý giải kết quả thực hiện chính sách thấp, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết đây là một trong những chương trình của Nghị quyết 43. Ngay từ đầu đã xác định đây là chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có khả năng phục hồi. Chúng tôi cũng xác định ngay từ đầu là chương trình này là một trong những cái chương trình trong cái Nghị quyết 43. Và ngay từ đầu thì chính sách này đã xác định là chỉ là một cái chính sách hỗ trợ cho các doanh nghiệp có khả năng phục hồi, tức là có khả năng trả nợ vay, chứ đây không phải là một cái chính sách để giải quyết cho tất cả các cái doanh nghiệp mà trong nền kinh tế còn khó khăn, kể cả những cái doanh nghiệp mà không đủ điều kiện vay vốn. Bởi vì vốn cho vay của chương trình này là vốn mà do các tổ chức tín dụng huy động được của người dân. Thế còn chỉ có cái phần mà hỗ trợ lãi suất 2% thì là nguồn từ ngân sách nhà nước. Cho nên là các tổ chức tín dụng cũng vẫn phải thực hiện việc cho vay theo các quy định của pháp luật hiện hành và phải đảm bảo được cái khả năng thu hồi được nợ. Bởi vậy giải ngân nhiều hay ít thì phụ thuộc rất lớn vào cái quyết định của doanh nghiệp cũng như là của các tổ chức tín dụng. Giải trình về dự án chậm tiến độ, chậm giải ngân vốn, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho rằng thời gian xây dựng và thực hiện chương trình là rất ngắn. Chương trình có quy mô lớn, phạm vi rộng, liên quan đến nhiều lĩnh vực, tổ chức, đối tượng, nhưng kinh nghiệm, năng lực còn hạn chế. Việc phối hợp thực hiện một số dự án còn chưa tốt, nảy sinh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm ở một số cán bộ. Đây là nguyên nhân khiến một số kết quả đạt được không như kỳ vọng. Tư tưởng của chúng ta là muốn tập trung, trọng tâm trọng điểm. Và muốn tập trung trọng tâm trọng điểm thì chúng ta phải tập trung vào những dự án lớn. Và đã tập trung vào dự án lớn thì chúng ta phải chuẩn bị về kéo dài. Bởi vì làm sao? Bởi vì là mỗi một cái dự án nhóm C bây giờ chúng ta làm phải mất 3 năm. Nhóm B là 4 năm, nhóm A là từ 5-6 năm.
Thế nhưng mà riêng cái dự, chuẩn bị một cái dự án như thế này chúng ta phải mất 1 năm đến 2 năm. Thế thì thời gian còn lại của chương trình của chúng ta tất cả tổng cộng có 2 năm. Thế nếu mà như vậy thì không thể kịp được. Nếu mà chúng ta thì nếu mà chúng ta lấy theo thời gian của chương trình áp vào các cái triển khai của các dự án nhóm ABC thì chúng ta không thể kịp được và chắc chắn là chậm. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch Đầu tư cho biết sẽ tiếp thu các ý kiến tâm huyết của các đại biểu Quốc hội, cải thiện quy trình, xây dựng, tổ chức thực hiện chính sách để các chính sách nhanh chóng được đưa vào cuộc sống. Chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về chủ trương đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc Nam phía Tây, đoạn Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trân Thành - Bình Phước. Một trong các vấn đề được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm đó là tính khả thi trong việc huy động vốn để triển khai dự án. Theo tờ trình của Chính phủ, cao tốc Gia Nghĩa - Đắk Nông - Trân Thành - Bình Phước có tổng mức đầu tư dự kiến là 25.540 tỷ đồng, dự kiến thực hiện theo hình thức đối tác công tư, trong đó huy động nguồn vốn từ ngân sách trung ương là hơn 10.500 tỷ đồng, ngân sách địa phương khoảng 2.200 tỷ đồng, vốn nhà đầu tư thu xếp là 12.700 tỷ đồng. Đại biểu Nguyễn Thị Phú Hà thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình băn khoăn việc huy động vốn và sự tham gia của các nhà đầu tư trong các dự án trước đây đều gặp nhiều khó khăn, do vậy cần bổ sung cơ chế để bảo đảm tính khả thi cho dự án, tránh trường hợp phải chuyển đổi sang hình thức đầu tư công. Thì chúng tôi thấy là cái khả năng mà để huy động các nhà đầu tư trong cái giai đoạn hiện nay thì đây cũng là một cái thách thức rất là lớn. Cũng đề nghị cũng xem xét là có nhà đầu tư nào mà tham gia không. Còn trường hợp mà không có nhà đầu tư tham gia, chúng ta cũng phải kiến nghị với Quốc hội là có kiến nghị ngay là trong trường hợp không huy động được nhà đầu tư thì đề nghị ngân sách nhà nước bảo đảm. Chứ còn nếu mà chúng ta đưa ra thế này thì chúng tôi nghĩ là rất là khó khả thi và thậm chí khi 2025 cũng không hoàn thành được dự án. Cùng với đó, nhiều đại biểu cũng cho rằng việc huy động vốn đối ứng 2.200 tỷ là một khó khăn lớn đối với hai địa phương, còn nhiều khó khăn trong phát triển kinh tế như Đắk Nông và Bình Phước. Hai tỉnh Đắk Nông dưới lại Bình Phước là toàn là hai tỉnh nghèo, mà không tự chủ được tài chính, là nhờ vào cái trợ cấp của Trung ương. Vậy thì phân bổ trong cái kỳ của dự án này mà 2.700 tỷ thì rất là khó. Nếu được thì là Trung ương gọi là hỗ trợ luôn cái vốn này cho hai tỉnh. Đa số các đại biểu cũng cho rằng đặt ra tiến độ hoàn thành dự án đến hết năm 2026 là một thách thức lớn không mang tính khả thi. Nếu mà Quốc hội thống nhất đồng ý với cái việc là phê duyệt chủ trương đầu tư thì cũng tính luôn cái khả năng là nếu kéo dài qua 2026 thì như thế nào? Trong này chúng ta đề xuất kéo dài nguồn vốn đó đến 2026, thì có thể xác định là có thể kéo thêm thời gian khoảng chừng nửa năm hoặc một năm nữa, thì sau này đỡ phải điều chỉnh. Cũng trong chiều nay, Quốc hội thảo luận tại tổ về điều chỉnh chủ trương đầu tư chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.